Được không? Được. Nó có một ông thầy nghe nè, ông sư phụ đó, ông ở trên núi, các đệ tử nha, các đệ tử tối bây giờ trong núi xung quanh là cọp, tối nó hù hù rồi đó. Cái thầy mới dặn là tối tụi con không có nên ra ngoài, bây giờ ra ngoài là cọp nó ăn nha. Thì mấy chú tối ở trong nó không dám ra. Từ cái lúc mà ở tu với thầy mấy năm cái xong, cái thầy cũng lớn tuổi rồi, thầy không biết thầy chết lúc nào, thầy mới dẫn chú xuống chợ nha. Chú xuống chợ thì chú thấy mấy cái cô gái á, mà tóc dài á, mấy chú hồi đó giờ đâu có thấy, mình hỏi thưa thầy cái con đó là con gì vậy thầy? Ông thầy nói con cọp đó con. Mấy chú ngồi bàn nhau, trời ơi con cọp nó đẹp quá sao mà nó kêu dữ vậy nha. Cái khi mà đi về đó, đi về cái là tụng kinh tụng kệ rồi rối trễ đại hết á. Cái ông thầy sư phụ kêu lên, ông ơi từ hôm tao dẫn tụi bay xuống núi tại sao mà bây giờ về chùa chiền đồ lộn xộn, không có tụng kinh tụng kệ vậy đó. Thì mấy chú mà thành thật đó, nói thưa thầy hôm nay tụi con về sao tụi con nhớ cột, thương cột quá. Ông thầy ông nói thôi được, bây giờ đứa nào mà thích cột thì đi xuống núi ha. Cái thầy cũng cho mấy ông cũng vô lại rồi, cái rồi đi xuống cột. Sợ rồi thầy mới nói khi nào mà nếu đứa nào may mắn gặp con cọp tu á thì thôi tốt, còn gặp con cọp mà nó quào quá mệt á tụi bay trở về cho tu lại nha. Thì đi xuống dưới rồi có thời gian, có chú thì có may mắn, chú may mắn á, có chú mà khổ đau đó, chú mới có làm một cái bài thơ: từ thở ra đi vắng bóng chùa, đường đời khổ nhọc chuyện hơn thua, trong tâm bừng dậy niềm chua xót, sao xuyến mơ về lại cánh xưa. Trời ơi bây giờ mình xuống nữa, lăn lộn với đời, giờ mình nhớ lại những ngày ở với sư phụ quá tuyệt vời. Đấy không? Đó là vậy đó. Tuyệt vời.